Đồ gỗ mỹ nghệ Thợ Mai kính chào quý khách. Thưa quý khách, với các cặp uyên ương khi mà chuẩn bị về xây dựng tổ ấm với nhau thì sẽ thường đưa nhau đi sắm các sản phẩm nội thất, đặc biệt là các sản phẩm nội thất phòng ngủ thì càng được chú trọng bởi đó là không gian riêng tư kín đáo của từng thành viên. Và một chiếc tủ quần áo không chỉ đáp ứng cho nhu cầu sử dụng của cặp đôi mà còn giúp cho căn phòng thêm phong phú. Tuy nhiên, các cặp đôi sẽ còn những băn khoăn trong việc lựa chọn cho mình một sản phẩm ưng ý. Thì ngày hôm nay, đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai sẽ gửi tới các quý khách một gợi ý nho nhỏ cho căn phòng ngủ của mình thêm sinh động nhé. Điểm nổi bật nhất của chiếc tủ này là được các nghệ nhân của đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai chạm khắc hình ảnh hoa hồng. Và những hình ảnh hoa hồng này thì được các nghệ nhân chạm tay hoàn toàn thủ công 100%, mang đến vẻ đẹp tinh tế, sắc sảo cho người sử dụng. Với chất liệu làm nên chiếc tủ này là bằng gỗ hương, sử dụng tông màu ấm sẽ giúp cho căn phòng ngủ của các cặp uyên ương không chỉ đẹp mà còn trong đó còn chứa một sự ấm cúng cho tình cảm thêm bền chặt nữa. Tùy thuộc vào nhu cầu sử dụng của quý khách, hiện nay ở đồ gỗ mỹ nghệ Hương Mai có rất nhiều các tủ với nhiều kích thước khác nhau. Và cụ thể chiếc tủ bên cạnh hoa đây có kích thước chiều dài là 2m17, chiều sâu 61 và chiều cao là 2m50, sẽ thích hợp với những phòng ngủ có diện tích từ 20m2 trở lên. Khi kê vào đó không chỉ là nơi để giúp quý khách cất giữ quần áo còn giúp cho căn phòng của mình thêm đẹp và phong phú. Thưa quý khách, với một gợi ý nho nhỏ như vậy chắc chắn đã giúp phần nào quý khách trong việc lựa chọn cho mình một chiếc tủ ưng ý. Ngoài ra thì hiện nay tầng 6 của trung tâm đồ gỗ mỹ nghệ Hướng Mai, nơi trưng bày 9 tầng sản phẩm, thì tầng 6 là nơi trưng bày các mẫu quần áo với nhiều kích thước, mẫu mã và nhiều chất liệu khác nhau phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng gia đình. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin chi tiết về chiếc tủ đục hoa hồng này cũng như các sản phẩm tủ quần áo khác, hãy liên lạc với chúng tôi theo các dãy số 0972 514 668 hoặc 0912 298 044. Quý khách có thể đến trực tiếp tại địa chỉ Công ty Đồ Gỗ Mỹ Nghệ Hướng Mai, số 1 Nguyễn Văn Cử, Đồng Kỵ, Từ Sơn, Bắc Ninh. Tại đây, chúng tôi với đội ngũ chuyên viên tư vấn dầu nhiệt huyết sẽ đem đến cho quý khách những sự lựa chọn hoàn hảo và ưng ý nhất. Cảm ơn quý khách đã theo dõi hết video của chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại!